Hello các bạn. Ở trong cái video này thì mình sẽ đề cập tới cái phần mềm quảng cáo, tiếng Anh là AdWare. Đấy. Và mình sẽ nêu ra các cái cách thức lây nhiễm của AdWare và cái phương pháp để chúng ta phòng tránh được AdWare lây nhiễm vào máy tính, gây ra những cái sự khó chịu. Đấy, cũng như là có thể là dẫn tới những cái sự lừa đảo nào đấy. Đấy. Thế thì cái nguồn lây nhiễm đầu tiên đó là khi chúng ta cài đặt một cái app trên mạng. Đấy. Thì trong quá trình sử dụng máy tính thì các bạn thường phải sử dụng các cái app và chúng ta tìm kiếm trên Google, sau đó chúng ta tải về. Ví dụ ở đây mình đang tải về cái app là YouTube Downloader phiên bản là free. Đấy. Thế thì ở cái trang này thì mình nhìn thấy các cái nút màu xanh bấm, đúng không? Thì mình bấm vào. Đấy, những người không có kinh nghiệm thì cứ bấm vào các cái nút download. Đấy, thì và sau đó các cái pop up nó hiển thị ra, tức là các cửa sổ nó bật lên, rồi các mũi tên chỉ hướng dẫn mình cách nhấn vào các cái nút hiển thị trên màn hình. Đấy, thế thì người dùng như mình nói là chưa có kinh nghiệm thì cứ bấm bấm và bấm thôi. Nhưng mà cái việc bạn bấm như thế này tức là bạn đã trao quyền cho các cái phần mềm quảng cáo. Đấy, nó cài đặt vào máy tính. Đấy. Và khi chúng ta mở một cái tab mới của trên cửa sổ trình duyệt thì đã bị biến đổi hoàn toàn. Bạn thấy là các cái menu, ngữ cảnh cũng như là bộ máy tìm kiếm bây giờ không còn là Google nữa, mà xuất hiện rất nhiều các cái như là game này, rồi là mua hàng. Đấy. Rồi công cụ tìm kiếm bây giờ là MyWay chứ không phải là Google nữa. Bạn nhìn thấy MyWay ở góc trên bên tay phải. Đấy. Đấy, thì đấy là cái nguồn lây nhiễm, một trong những cái nguồn lây nhiễm phổ biến. Đấy, và tất nhiên là những cái quảng cáo này thì là nó có thể là nó không gây hại, nhưng mà nó gây ra khó chịu, nó làm cho cái cấu hình máy tính bị thay đổi. Đấy. Cái dạng lây nhiễm thứ hai là mình có thể mình có kinh nghiệm hơn, mình không bấm lung tung khi tải về. Nhưng mà khi tải về rồi, bắt đầu mình cài cái phần mềm ra thì bắt đầu là sinh chuyện. Đấy, ví dụ ở đây mình mô phỏng một vài phần mềm mình đã tải về, bây giờ cài ra. Ví dụ là phần mềm chỉnh sửa ảnh này. Đấy, Photoscape này. Đấy, quá trình cài đặt thì rất bình thường, nó đấy. Đấy, cài ok rồi, cài thêm một phần mềm nữa đi. Đấy, tức là như vậy tổng cộng là có hai phần mềm được cài, và tí nữa các bạn sẽ thấy là điều gì sẽ xảy ra. Đấy, trong cái phần mà quản lý các chương trình đã được cài đặt. Đây, mình cài thêm một cái phần mềm về tối ưu hóa máy tính. Đấy. Rồi, phần mềm này đã được cài xong. Đấy. Như vậy là hai phần mềm đã được cài. Đấy. Bây giờ chúng ta thử vào cái phần đấy, bắt đầu là có vấn đề đúng không? Bật lung tung các cửa sổ. Bây giờ chúng ta vào thử cái phần quản lý các chương trình đã được cài đặt để chúng ta xem là có đúng là có mới có hai phần mềm hay không. Đấy, thì vào đây cái bạn thấy là không chỉ có hai phần mềm mà chúng ta thấy tự nhiên có rất nhiều các cái phần mềm nào đó lạ đã được cài đặt. Đấy. Cùng với hai cái phần mềm mà mình vừa cài. Đấy. Thế thì chính cái việc mà cài đặt một phần mềm mà phần mềm này lại tự động cài thêm nhiều phần mềm khác. Đấy, là như vậy là máy của bạn đã nhiễm adware. Đấy, các bạn thấy đang làm việc nó bật lung tung lên. Đấy. Và tất nhiên là nó sẽ làm cho máy tính của bạn sẽ tiêu tốn tài nguyên. Ví dụ như bộ nhớ rồi CPU,
Và đặc biệt cái adware này thì nó gây khó chịu. Trong chúng ta đang làm việc nó cứ bật lên các cửa sổ, các chương trình được chạy. Đấy. Tuy nhiên thì nói chung ấy thì là cái adware là nó không làm hại máy tính. Làm hại đây ví dụ như là xóa file, đánh cắp thông tin mật của bạn thì là nó không được liệt vào các là loại nó gọi là adware, thì nó không không làm những cái hành vi như vậy. Đấy. Nó chỉ gây khó chịu này và làm tiêu tốn tài nguyên của máy tính mà thôi. Đấy. Thế cái loại thứ ba, một cái nguồn nguồn lây nhiễm thứ ba thì loại này thì hiếm gặp. Đấy. Đấy. Là những cái sau khi bạn sử dụng các cái phần mềm crack, các cái file crack ở trên mạng. Đấy. Thì có thể bạn sẽ nhiễm adware. Nhưng mà đấy là bạn may mắn. May mắn thì bị nhiễm adware, còn đa phần thì tất cả các cái phần mềm crack hoặc file crack đều nhiễm mã độc. Không phải adware mà là mã độc đánh cắp thông tin từ máy tính của bạn và gửi cho những kẻ tấn công hoặc là phá hoại máy tính. Đấy. Và đó là virus, đúng không? Virus. Đấy. Khi mà bạn đây vừa rồi bạn nhìn thấy là khi mà giải nén một cái tool crack đấy, thì ngay lập tức là phần mềm diệt virus mà có sẵn ở trên Windows nó phát hiện ra. Đây là loại một cái dạng mã độc mà nó gây hại nhé, chứ không còn là quảng cáo nữa. Nhưng mà nếu may mắn thì bạn lại dính phần mềm quảng cáo thì còn đỡ. Đấy. Bạn lưu ý như thế. Cho nên chúng ta không nên dùng crack. Đấy. Thế cách xử lý thì với ba cái nguồn lây nhiễm như trên thì nguồn đầu tiên là khi mà các bạn download một cái app nào đấy. Đấy thì các bạn phải lưu ý là chúng ta không nên bấm lung tung, chúng ta nhìn kỹ chỗ nào cần bấm và phải đọc trên màn hình. Đấy, nếu lỡ đã bấm rồi mà nó cài đặt trên trình duyệt thì các bạn phải gỡ nó ở trong mục là extension của Google, tức là các cái phần mở rộng đấy. Chúng ta gỡ bỏ nó đi. Đấy, vào phần extension remove, nhấn vào cái thùng rác ở bên cạnh nhé. Đấy. Xóa hết những cái extension này đi. Để khi mà bạn mở trình duyệt ra thì các cái cấu hình mặc định của trình duyệt đấy, như là ô search của Google nó hiển thị đúng như lúc ban đầu. Đấy, các bạn thấy đã trở thành Google. Đấy, thay vì những cái ô quảng cáo, những cái biểu tượng game vân vân. Đấy. Đấy, đã trả lại như ban đầu. Đấy, như vậy là các adware đã được gỡ bỏ khỏi trình duyệt rồi. Đấy. Cái nguồn lây nhiễm thứ hai là cài một chương trình mà nó lại cài thêm vài chương trình khác, quảng cáo khác đấy. Đấy. Thì bây giờ bạn phải vào cái mục là quản lý các chương trình cài đặt. Đấy. Ở trên Windows 10 đây, mình dùng Windows 10. Đấy. Và mình gỡ bỏ những cái chương trình mà lạ được cài vào máy đi. Uninstall, chuột phải uninstall. Để xem còn chương trình nào nữa không. Gỡ nốt. Rồi thì đấy chính là cách thức thứ hai để gỡ bỏ phần mềm quảng cáo. Còn với cái loại 3 ấy, thì khi các bạn đã cài các tool crack thì bạn để diệt được cái loại mã độc này
thì bạn cần phải cài đặt các cái chương trình diệt virus hoặc sử dụng phần mềm diệt virus ở trên Win 10 sẵn có là Windows Defender. Đấy, các bạn quét một cái là nó phát hiện ra ngay. Đấy, bởi vì cái loại này rất nguy hiểm. Bạn có thể mất thông tin tài khoản cũng như là lộ thông tin cá nhân khi chúng ta gõ vào những cái bàn phím ấy, là rất có thể là những cái thằng này là nó sẽ đánh cắp thông tin. Đấy, những cái loại mã độc này. Đấy. Cho nên là với cái dạng mà các cái tool crack, phần mềm crack thì các bạn hạn chế. Nếu mà bắt buộc phải dùng thì chúng ta nên sử dụng cài đặt trong máy ảo thay vì dùng trong máy thật. Đấy. Tạo lập cái môi trường máy ảo, ví dụ như là VMware hoặc là VirtualBox. Đấy. Thế cách phòng chống thì chúng ta không nên nhấn vào những cái link web lạ, đúng không? Đấy. Còn nếu bắt buộc phải dùng phần mềm crack thì bạn đấy, như là mình vừa gợi ý ấy, là các bạn nên chạy trong VirtualBox. Đấy. Bạn có thể search cái VirtualBox ở trên mạng hoặc là VMware chạy những phần mềm đấy. Chạy cái tool crack trên phần mềm đó để chúng ta thử nghiệm, chúng ta học tập. Đấy, hay là chúng ta làm một cái việc gì đó mà cần kết quả, sau đó chúng ta copy kết quả ra. Đấy, sau đó mình có thể xóa máy ảo hoặc là tắt máy ảo đi thì bạn sẽ không bị lây nhiễm. Đã có thể Đấy. hạn chế tái phát viêm khớp Đây, và ở bỏ đây qua thì các mình dấu lưu hiệu ý đây, đau các bạn thương thấy tổn là có như những các cái chấn phần thương như là cơ, cái nút xương khớp, mà khớp cổ tay, cổ đây, chân, bàn ngón tay dấu trái, xì này thoái hóa, thì ở dưới đau nó nhức có cơ start xương, download ấy, thì tê chúng ta cẳng, không nên bấm tê vào cẳng, những cái nút. vai bị, thoái hóa cột sống cổ, cột Đấy. lưng, gây cứng, đau mỏi vai gáy, tê cẳng, ngón tay, đau lưng, thần Đấy, kinh, đấy là nó là cần phần phải quảng biết cách cáo của phòng chống Google. bệnh tàn phế từ thảo dược Đấy. tự nhiên sản xuất tại Nhật Và khi Bản bạn và tải Mỹ về bạn nhấn chỉ vào đó cần thì nó nghe toàn tên dẫn mình viêm tới khớp những cấp tính cái từ trang thảo web dược tăng cường lạ, thông kinh là trị viêm những khớp cái cấp, thoái hóa phần khớp cấp, giảm download đau khớp, không trị đúng. thoái hóa, bội hóa, Đấy. thay đổi cột sống, Mặc đau dù nhức cơ là xương nó khớp, có thể là thắt lưng, tê liệt xương cổ, chân nó khớp, viêm khớp cấp tính, đau khớp. theo nó tức là nó bắt chước theo đúng cái mong muốn của người dùng, nó đang cần tải về thì nó cũng hiển thị chữ download, nhưng thực ra là không phải download cái phần mềm kia. Cho nên các bạn phải để ý rất kỹ, đọc rất là kỹ cái trang web. Đấy. Ví dụ ở trang này có nhiều chữ download thì bạn phải download ở cái phần ở dưới chữ Free YouTube Downloader. Đấy. Đấy, hoặc đọc kỹ bài viết để nhìn ra được là chỗ nào là chỗ cần download. Đấy. Còn để phòng chống, cách thứ hai ấy là khi mà các bạn cài một phần mềm thì thông thường là những phần mềm này nó hay có các cái nút tích mặc định. Những cái nút tích này là nút mà cho phép phần mềm đó là cài thêm những cái phần mềm khác. Đấy. Thì mình nên là mình bỏ các cái dấu tích ấy đi. Đấy. Để tránh cho cái việc là mình cài một phần mềm mà nó lại cài thêm những cái phần khác. Đây mình lấy ví dụ nhá. Đây, phần mềm này. Ở dưới nó có một cái dấu tích đấy, rất nhỏ ở dưới. Nếu bạn tích vào đây, bạn để mặc định như thế thì khi bạn nhấn accept and install, tức là cài đặt ấy, thì nó sẽ cài thêm cái phần nhỏ bên dưới. Đấy. Chính vì vậy mà khi chúng ta cài một phần mềm, chúng ta đừng nhấn vào next liên tục, mà các bạn nhìn quan sát kỹ cái giao diện của cái phần mềm đó khi cài. Sau đó là mình bỏ những cái phần mà mình thấy là không cần thiết đi. Đấy, tránh để mặc định và nhấn next liên tục thì nó sẽ cài thêm nhiều cái phần mềm khác làm cho máy tính của bạn chạy chậm. Đấy. Đấy, thì đấy là cái kỹ thuật để phòng tránh các cái phần mềm lạ được cài vào máy. Đấy. Và tất nhiên là cái phần cuối cùng thì chúng ta phải quét virus rồi, đúng không? Quét virus. Nếu mà khi các bạn cảm thấy là máy tính của mình sau khi cài các phần mềm thấy có biểu hiện lạ. Đấy. Biểu hiện lạ.
và chúng ta cần phải update Windows cũng như là phần mềm diệt virus thường xuyên. Đấy. Trên Win 10 thì cái phần update Windows và update virus nó được mặc định là update thường xuyên rồi. Đấy. Các bạn không được tắt update cũng như là tắt phần mềm diệt virus. Đấy. Rồi, chúc các bạn an toàn trên Internet.